Xin chào tất cả các bạn. Thầy trò chúng ta hôm nay sẽ cùng đồng hành với nhau trong môn toán lớp 4 với bài triệu và lớp triệu ở trang 13-14. Bài học ngày hôm nay giúp các em nhận biết hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu, biết viết các số đến lớp triệu. Đây là ảnh chụp trang giáo khoa của bài học hôm nay. Các em sẽ thực hiện các bài 1, bài 2 và bài 3 cột bên phải. Các bài còn lại các em có thể tự làm thêm nhé. Chúng ta cùng quan sát bảng sau đây. Đây là các hàng và lớp đã học. Theo các em, có lớp nào, hàng nào lớn hơn nữa không? Chúng ta cùng theo dõi bài học để biết thêm nhé. Mỗi lớp gồm có 3 hàng. Lớp đơn vị gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Lớp nghìn gồm có hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Và chúng ta biết mối quan hệ giữa các hàng đó là hai hàng liền kề thì hơn kém nhau 10 lần. Có nghĩa là gấp 10 lần hàng đơn vị lên ta được hàng chục. Gấp 10 lần hàng chục ta được hàng trăm. Gấp 10 lần hàng trăm ta được hàng nghìn. Gấp 10 lần hàng nghìn lên ta được hàng chục nghìn. Và gấp 10 lần hàng chục nghìn lên ta được hàng trăm nghìn. Vậy gấp 10 lần hàng trăm nghìn lên ta được 10 trăm nghìn và 10 trăm nghìn thì được gọi là 1 triệu và viết là 1 triệu. 1 triệu gồm 1 chữ số 1 và 6 chữ số 0 ở tận cùng bên phải số 1. Triệu chính là hàng bé nhất trong lớp triệu. Khi gấp 10 lần hàng triệu lên thì ta được 10 triệu và 10 triệu được gọi là 10 triệu và được viết là 10 triệu. Và số 10 triệu này thì gồm 1 chữ số 1 và 7 chữ số 0 ở tận cùng bên phải số 1. Khi gấp 10 lần hàng chục triệu lên, ta được 10 chục triệu và 10 chục triệu được gọi là 100 triệu và viết là 100 triệu. Số 100 triệu thì gồm 1 chữ số 1 và 8 chữ số 0 ở tận cùng bên phải số 1. Hàng trăm triệu là hàng lớn nhất trong lớp triệu. Như vậy, chúng ta vừa biết thêm 3 hàng thuộc lớp triệu gồm hàng triệu, hàng chục triệu và hàng trăm triệu. Ta có kết luận như sau. Lớp triệu sẽ gồm hàng triệu, hàng chục triệu và hàng trăm triệu. Chúng ta vừa hình thành lớp triệu. Vậy lớp triệu nằm ở đâu? Thì các bạn cùng quan sát. Lớp triệu sẽ lớn hơn lớp nghìn và lớp đơn vị. Do vậy, lớp triệu sẽ nằm trong bảng như hình bên. Chúng ta cùng đến với bài 1. Đề bài yêu cầu đếm thêm 1 triệu, từ 1 triệu đến 10 triệu. Và với bài tập này thì các em sẽ cùng đếm nhẩm theo thầy nhé. Nào, chúng ta bắt đầu. Chúng ta đã vừa đếm xong từ 1 triệu đến 10 triệu. Rất dễ dàng phải không nào? Từ 1 triệu đến 9 triệu gọi là các số tròn triệu. Và nếu các bạn viết ra thì các bạn lưu ý là khi viết các số tròn triệu, ta viết chữ số hàng triệu trước, sau đó thêm 6 chữ số 0 vào tận cùng bên phải. Chúng ta cùng sang bài tập số 2. Bài 2 có yêu cầu như sau, viết số thích hợp vào chỗ trống theo mẫu.
Ở bài tập 1 vừa rồi thì các em đã làm quen với các số tròn trịa, và ở bài tập này các em sẽ biết thêm cách viết các số tròn chục triệu và tròn trăm triệu. Chúng ta cùng nhau thực hiện mẫu. Một chục triệu được viết là 10 triệu. 10 triệu gồm một chữ số 1 và 7 chữ số 0. Tương tự như vậy, 20 triệu được viết là 20 triệu. 20 triệu gồm một chữ số 2 và 7 chữ số 0. Qua hai ví dụ vừa rồi, các em làm quen với cách viết các số tròn chục triệu. Đối với các số tròn chục triệu, ta sẽ viết số hàng chục triệu trước, sau đó thêm 7 chữ số 0 vào tận cùng bên phải. Còn đối với các số hàng trăm triệu, ta viết chữ số hàng trăm triệu trước, sau đó thêm 8 chữ số 0 vào tận cùng bên phải. Ở bài 2 này đã có sẵn 3 số được viết rồi, và các em sẽ cùng thực hiện những bài còn lại nhé. Trước khi thực hiện thì các bạn quan sát, chúng ta nên làm từ bé đến lớn, tức là từ trái sang phải, đồng thời làm từ trên xuống dưới để chúng ta đảm bảo bài này thật chính xác và dễ dàng nhé. Chúc các em thành công. Tiếp theo, thầy trò chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập số 3. Đó là viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0. Bài tập các em cần làm là cột bên phải trong khung màu đỏ ha. Và bài tập 3 này có 3 yêu cầu là viết số, đếm số lượng các chữ số và đếm số lượng số 0 trong mỗi số đó. Thầy sẽ cùng các em thực hành một vài ví dụ để các em nắm rõ cách làm. Xin mời. Ví dụ chúng ta có 15.000 sẽ được viết là 15.000, và 15.000 là số có 5 chữ số các bạn ạ. Số 15.000 thì có 3 chữ số 0. Rất dễ phải không nào? Chúng ta đến với ví dụ 350 được viết là 350. Và 350 là số có 3 chữ số. Và số 350 này có một chữ số 0. Tương tự như vậy, 600 thì được viết là 600. 600 là số có 3 chữ số, và số 600 này thì gồm có 2 chữ số 0. Chúng ta đến với ví dụ cuối cùng. 1.300 thì sẽ được viết là 1.300, và 1.300 là số có 4 chữ số. Và trong số 1.300 này thì có 2 chữ số 0 nha các bạn. Qua bài học hôm nay thì thầy lưu ý với các bạn là khi viết các số đến lớp triệu thì ta viết chữ số thuộc lớp triệu trước, tiếp theo viết các số thuộc lớp nghìn, sau đó viết các số thuộc lớp đơn vị. Như vậy, bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau nhận biết hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu, làm quen với cách viết các số đến lớp triệu. Bài học đến đây là hết rồi. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các em học tốt và thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các em đã theo dõi với thầy nhé.